Và tại mỗi nước mà tàu SEAP đi qua thì hoạt động này sẽ giúp cho các đại biểu có những cảm nhận, trải nghiệm sâu sắc về đời sống thường nhật, văn hóa sinh hoạt của người dân tại quốc gia đó. Và trong nhiều năm qua, hoạt động này thực sự mang đến những kỷ niệm sâu sắc, ấn tượng đẹp đẽ trong lòng của rất nhiều thành viên đã tham gia vào hành trình của con tàu thanh niên Nippon Maru. Nhóm phóng viên Tìm hiểu của Việt Nam của chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những hình ảnh của hoạt động này tại một trong các gia đình nuôi năm nay để hiểu rõ hơn về ý nghĩa mà chương trình này mang lại. Hoạt động homestay của chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á SEAP là một hoạt động ý nghĩa rất được mong đợi trong suốt hành trình của các đại biểu thanh niên dừng chân ở mỗi quốc gia. Tại Việt Nam năm nay, các bạn trẻ vẫn tiếp tục được trải nghiệm sống cùng với các gia đình nuôi tại 14 quận trên địa bàn thành phố. Đây là lần thứ hai gia đình nhỏ của chị Phương tham gia nuôi các đại biểu SEAP. Vẫn như những năm trước đó, từ chị Phương cho đến chồng và các con của chị đều chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để có thể đón tiếp những vị khách nước ngoài thật chu đáo. Đặc biệt, điều dễ dàng nhận thấy nhất chính là nụ cười niềm nở và lòng hiếu khách của từng thành viên trong gia đình khi những người bạn này chỉ vừa mới đến. Tôi thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa, do đó tôi nghĩ rằng là có rất nhiều lý do để tham gia. Tôi muốn là có một cái cơ hội giao lưu với các bạn giữa những cái văn hóa, những cái đất nước mà chúng ta chưa bao giờ biết đến, thì chúng ta cũng thể chia sẻ với các bạn, cũng như là cho các bạn biết là Việt Nam chúng ta có những cái gì hay, những cái đặc điểm gì đó mà các bạn cần sẽ học hỏi thêm. Tôi muốn các con của tôi tham gia vào chương trình này, các bạn sẽ được học hỏi và có những cái ước mơ. Đó là một cái mà tôi tin rằng là các bạn thanh niên trẻ bây giờ cần phải học để trưởng thành và để góp ích cho xã hội. Trong vài ngày ngắn ngủi lưu lại Việt Nam, những người bạn nước ngoài sẽ được tham gia vào các hoạt động sinh hoạt thường nhật cùng với gia đình bản địa. Các bạn sẽ cùng ăn uống, vui chơi, trò chuyện, cùng đi tham quan nhiều địa điểm đặc trưng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hay điều dễ dàng nhận thấy nhất đó là được sống trong không gian của một ngôi nhà người Việt Nam và được cùng thực hiện nếp sinh hoạt với các thành viên khác trong gia đình. Chương trình này giúp tôi học hỏi và tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau của các quốc gia Đông Nam Á và Nhật Bản, cũng như được trải nghiệm cuộc sống thực tế của con người bản địa. Ví dụ trong lần này tôi đã được tham quan Nhật Bản, Brunei, Philippines, Thái Lan và bây giờ đến Việt Nam. Tại mỗi nước mang lại cho tôi những cảm nhận thực tế về cuộc sống mà không thể tìm thấy trên Internet hay ở đâu khác. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận được nhiều tình cảm từ con người ở đây và kể cả sự giao lưu văn hóa trong những buổi trò chuyện với bà mẹ nuôi, em gái của gia đình địa phương. Những điều đó giúp cho chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống tại đất nước họ như thế nào và ngược lại. Tôi cảm nhận con người Việt Nam rất tốt bụng, cởi mở. Khi tôi vừa mới đến thì các em gái nhỏ ở đây đã dành thời gian trò chuyện rất nhiều về văn hóa đất nước Việt Nam, giống như những người bạn rất thân cùng trò chuyện với nhau vậy. Còn ba mẹ nuôi thì cũng rất tử tế, họ nói chuyện rất nhiệt tình và gần gũi. Khi tôi cần gì, chỉ cần chia sẻ với họ thì họ đều giúp đỡ. Sau giờ ăn, chị Phương được Bụi và An gọi với cụm từ thân thiết là mẹ nuôi, đã chào đón các bạn bằng món quà nhỏ mang đầy tình cảm và lòng hiếu khách. Ngược lại, hai người bạn nước ngoài cũng đã gửi tặng đến gia đình những đặc trưng văn hóa của chính quốc gia mình. Mọi người lại tiếp tục dành thời gian chuyện trò nhiều hơn để hiểu rõ về những vị khách quốc tế, những thành viên mới vừa đến từ phương xa. Khi em được tham gia chương trình này và được gặp mấy anh chị là đại biểu thì em cảm thấy rất là tuyệt vời. Vì điều thứ nhất là nó giúp cho em giao lưu văn hóa với những người nước ngoài và đặc biệt là những anh chị lớn hơn em khoảng tầm 10 tuổi thôi và họ có hiểu biết rất là sâu rộng. Điều thứ hai là họ giống như là người anh, người chị tinh thần thứ hai của em vậy. Tương lai thì em cũng ước mơ giống như mấy anh chị này. Em cũng muốn được đặt chân lên con tàu và đi tham quan các nước Đông Nam Á của chúng ta. Gia đình nuôi của tôi tại đây đối xử rất tốt với chúng tôi. Nói một cách chính xác là bất kỳ mỗi gia đình nuôi nào tại mỗi quốc gia cũng đều rất tử tế. Họ xem chúng tôi như thành viên trong chính gia đình của mình. Đây thực sự là vinh dự cũng như những ấn tượng tốt trong lòng chúng tôi.
Tôi yêu những điều đó. Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ quay lại đây thăm những bãi biển, vì tôi rất thích ăn những món hải sản. Đặc biệt, tôi sẽ trở lại đây thăm gia đình nuôi của tôi một lần nữa. Cô em gái nhỏ, ba mẹ nuôi và mọi điều đã trải qua ở đây. Vượt trên những ý nghĩa nhân văn, hoạt động homestay, gia đình nuôi nói riêng và chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á SEAP nói chung đã mang lại nhiều giá trị to lớn khi mang đến cơ hội giao lưu văn hóa cho công dân các nước Đông Nam Á và Nhật Bản, và đồng thời góp phần giúp cho thế hệ thanh niên trẻ của mỗi quốc gia có cơ hội trau dồi, phát triển bản thân, từ đó hòa nhập thế giới trong thời đại mới.